Mến chào các em học sinh đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Cô xin tự giới thiệu, cô tên Nguyễn Thị Tuyết Hằng, giáo viên đang công tác tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Hôm nay cô sẽ trao đổi với chúng ta chủ đề 2: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Các em học sinh thân mến, theo dòng chảy của thời gian, hàng ngày cuộc sống của chúng ta vẫn đang diễn ra với rất nhiều hành vi. Xét về khía cạnh thực hiện pháp luật, có những hành vi đúng, phù hợp với quy định của pháp luật, đó là những hành vi hợp pháp. Tuy nhiên cũng không ít những hành vi sai, trái với quy định của pháp luật. Và những hành vi trái pháp luật này có thể cấu thành vi phạm pháp luật. Và khi cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vậy vi phạm pháp luật là gì? Trách nhiệm pháp lý là gì? Những câu hỏi trên sẽ được giải đáp qua chủ đề ngày hôm nay. Sau đây cô xin giới thiệu nội dung chủ đề ngày hôm nay gồm có 2 nội dung. 1. Vi phạm pháp luật và 2. Trách nhiệm pháp lý. Vậy vi phạm pháp luật là gì? Cô có tình huống sau. Cảnh sát giao thông phạt hai bố con bạn A vì cả hai đều lái xe máy đi ngược đường một chiều. Bố bạn A không chịu nộp phạt vì lý do ông không nhận ra biển báo đường một chiều. Bạn A mới 16 tuổi còn nhỏ, chỉ biết đi theo ông nên không đáng bị phạt. Hỏi, theo em, lý do mà bố bạn A đưa ra có xác đáng không? Cảnh sát giao thông phạt hai bố con bạn A có đúng không? Bạn A có phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình hay không? Sau đây chúng ta cùng phân tích tình huống trên. Ở tình huống trên, chúng ta thấy rằng bạn A chưa đến tuổi được phép lái xe đi trên đường và hai bố con bạn A đều lái xe ngược chiều quy định. Đây là hành vi trái pháp luật, tức là làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Và hành vi này còn xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông. Thứ hai, cả hai bố con bạn A là những người đủ nhận thức tự quyết định hành vi của mình. Thứ ba, hai bố con bạn A có lỗi vì biết hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn làm. Đây cũng chính là ba dấu hiệu của vi phạm pháp luật. Vậy ba dấu hiệu của vi phạm pháp luật là những dấu hiệu cụ thể nào? Ba dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật gồm có: dấu hiệu thứ nhất là hành vi trái pháp luật. Dấu hiệu thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Và dấu hiệu thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật. Dấu hiệu thứ nhất là hành vi trái pháp luật. Các em lưu ý, hành vi trái pháp luật này có thể là hành vi là hành động hoặc không hành động. Hành vi là hành động có nghĩa là làm những điều không được phép làm theo quy định của pháp luật. Hành vi có thể là không hành động, tức là không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật. Hành vi trái pháp luật còn là những hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Ở tình huống trên, hai bố con bạn A đã có hành vi hành động và không hành động. Hành động tức là hai bố con bạn A đã làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật, đó là đi ngược đường một chiều, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi. Và hành vi không hành động đó là bố bạn A đã không chịu nộp phạt, không làm những việc phải làm dù rằng mình đã có hành vi vi phạm pháp luật và xâm phạm gây thiệt hại cho quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, đó là xâm phạm trật tự an toàn giao thông. Dấu hiệu thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Vậy năng lực trách nhiệm pháp lý là gì? Năng lực trách nhiệm pháp lý là con người đã đạt đến một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật. Thứ hai là có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của bản thân mình, tự quyết định cách xử sự, do đó phải độc lập chịu trách nhiệm về hành vi mà mình đã thực hiện. Ở tình huống trên thì các em thấy rằng bạn A đã đủ 16 tuổi, theo quy định của pháp luật, bạn A đã đủ năng lực trách nhiệm pháp lý. Và tất nhiên bố bạn A là người đủ năng lực trách nhiệm pháp lý. Cả hai bố con bạn A hoàn toàn có thể nhận thức, điều khiển được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự. Không ai ép buộc hai bố con bạn A phải đi ngược đường một chiều. Không ai ép buộc bạn A phải điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi.
Do đó, hai bố con bạn A phải độc lập chịu trách nhiệm về hành vi của mình gây ra. Thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi. Lỗi ở đây là gì? Lỗi là thái độ của một người biết hành vi của mình là sai, trái với quy định của pháp luật, nhưng vẫn cố ý hoặc vô tình để mặc sự việc xảy ra. Hai bố con bạn A biết rằng những hành vi của mình là sai trái với quy định pháp luật nhưng vẫn cố ý làm. Như vậy, đó là lỗi. Vậy các em lưu ý rằng khi đã có đầy đủ 3 dấu hiệu cơ bản, hành vi trái pháp luật do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, người vi phạm pháp luật phải có lỗi, thì ta sẽ kết luận đây chính là vi phạm pháp luật. Vậy cô đưa ra một tình huống khác. Cô ví dụ một người bị tâm thần đi ngược đường một chiều. Như vậy có cấu thành vi phạm pháp luật hay không? Chúng ta sẽ xét từng hành vi, từng dấu hiệu. Ở dấu hiệu thứ nhất, hành vi trái pháp luật, thì hành vi đi ngược chiều rõ ràng đó là hành vi trái pháp luật và thuộc hành vi hành động, làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên ở dấu hiệu thứ hai và dấu hiệu thứ ba thì chúng ta thấy rằng dấu hiệu thứ hai do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, thì người bị tâm thần họ không thể nhận thức điều khiển được hành vi của bản thân mình. Do đó họ không có năng lực trách nhiệm pháp lý. Và ở dấu hiệu thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi, thì rõ ràng người bị tâm thần thì họ không biết hành vi của mình là sai, trái với quy định của pháp luật. Thì như vậy ở đây chỉ thỏa ở dấu hiệu thứ nhất, mà dấu hiệu thứ ba, thứ hai là không có vi phạm. Như vậy thì không cấu thành vi phạm pháp luật. Thì chúng ta lưu ý. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt phân tích một cách sâu hơn từng dấu hiệu của vi phạm pháp luật. Dấu hiệu thứ nhất là hành vi trái pháp luật. Như cô đã phân tích, hành vi trái pháp luật thì có thể là hành vi hành động hoặc không hành động. Trên màn hình của các em, đó là những hành vi thuộc loại hành vi trái pháp luật thuộc loại hành động. Chẳng hạn như là những bạn học sinh nghiện game online và bắt đầu bắt chước những hành động trong game. Có những hành động vi phạm pháp luật như là giết người, cướp của để có tiền chơi game và bỏ bê chuyện học hành. Vừa chạy xe máy vừa nghe điện thoại di động, đó cũng là hành vi trái pháp luật. Lái xe khi mà trong người có nồng độ cồn, đây là hành vi trái pháp luật, rất là nguy hiểm. Và đây là những hành vi hành động. Ngoài những hành vi trái pháp luật và là hành vi hành động, thì chúng ta thấy rằng còn có những cái hành vi thuộc loại không hành động, tức là không làm nhưng lại vi phạm pháp luật. Cô ví dụ như là người kinh doanh không nộp thuế, hay là không tố giác tội phạm, hoặc là hành vi thấy người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, mình trong cái điều kiện có thể cứu giúp được nhưng mà lại không cứu giúp, dẫn đến hậu quả là cái người bị nạn đó tử vong, thì rõ ràng đây là cái hành vi trái pháp luật thuộc loại không hành động. Ở bức hình cuối cùng, các em thấy rằng đó là một bức tranh biếm họa nhưng phản ánh rất trung thực, hiện thực trong đời sống xã hội của chúng ta hiện nay. Tức là có một số người rất vô cảm, rất bàng quan trước những nỗi đau, trước những mất mát của người khác. Hay chúng ta còn gọi đó là căn bệnh vô cảm. Thậm chí có người còn lấy những nỗi đau, những mất mát của người khác để mua vui cho bản thân mình. Thì các em lưu ý trong cuộc sống, khi gặp những người hoạn nạn thì các em nên giúp đỡ bằng cái khả năng của mình. Nếu như mà các em không giúp đỡ được thì chúng ta có thể nhờ đến sự giúp đỡ của những người khác. Ví dụ như các em thấy một người tài xế không may chở hàng bị lật xe, hàng hóa tràn ra đường. Tuy rằng cái người tài xế đó không bị sao cả, nhưng mà hàng hóa thì ảnh hưởng nghiêm trọng. Thì trong những tình huống như thế, các em không nên hôi của, mà chúng ta nên cùng với những người xung quanh giúp đỡ anh tài xế đó thu dọn những cái hàng hóa, gom lại hàng hóa để giảm bớt những thiệt hại. Khi các em thấy người bị tai nạn giao thông, các em đừng nên livestream để chúng ta để câu like, câu view. Đó là cái hành động rất vô cảm và chúng ta không nên như thế. Các em hãy cùng với những người xung quanh giúp đỡ người bị nạn. Đó là những điều mà chúng ta nên làm. Hành vi trái pháp luật ở đây còn là những hành vi xâm phạm gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Cô ví dụ như đây là những cái hành vi trái pháp luật như đi ngược chiều, thì xâm phạm trật tự an toàn giao thông, hành vi tung tin giả lên mạng xã hội,
xâm phạm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng. Đây là điều mà các em học sinh chúng ta cũng cần lưu ý. Bây giờ thì các em rất là hay xài Facebook, các em sử dụng mạng xã hội và chúng ta hay tung những cái thông tin lên mà chúng ta chưa có tìm hiểu kỹ và chúng ta không biết được đó là những cái thông tin chưa được kiểm chứng. Thì nhiều khi vô tình các em chỉ nghĩ rằng là các em làm như vậy là để câu like, câu view, nhưng lại vô tình mình vi phạm pháp luật thì không nên. Hoặc là hành vi trộm cướp thì xâm phạm đến an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thì như vậy để cô khẳng định rằng hành vi trái pháp luật còn là những hành vi xâm phạm gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Chúng ta xét đến dấu hiệu thứ hai là do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Ở đây cô khẳng định lại một lần nữa, người có năng lực trách nhiệm pháp lý đó là những người có khả năng của một người đã đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể tự nhận thức và điều khiển hành vi của mình, tự quyết định được cách xử sự của mình và do đó phải độc lập chịu trách nhiệm về hành vi mà mình đã thực hiện. Đó chính là năng lực trách nhiệm pháp lý. Cô có câu hỏi như sau. Có ý kiến cho rằng người say rượu, người sử dụng ma túy và các chất kích thích khác là người không có năng lực trách nhiệm pháp lý. Ý kiến của các em ra sao? Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống xã hội đời thường thì có rất nhiều người do say xỉn mà không làm chủ được hành vi của mình, dẫn đến những cái hành vi sai trái. Rồi những người sử dụng ma túy, rồi do ảo giác mà gây ra biết bao nhiêu hệ lụy, cố ý gây thương tích và gây ra biết bao nhiêu cái chết thương tâm. Thì chúng ta thấy những người này họ có năng lực trách nhiệm pháp lý hay không? Điều 13 chương 3 văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự số 1. Văn bản hợp nhất ngày 10 tháng 7 năm 2017 có quy định: người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy các em lưu ý, chúng ta không thể đổ lỗi do bản thân chúng ta say rượu nên không điều khiển được hành vi của bản thân, nên chúng ta có những hành vi sai trái. Và chúng ta cũng không thể đổ lỗi là do sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích gây ra ảo giác nên chúng ta gây ra biết bao nhiêu sự việc đau thương. Và chúng ta lưu ý rằng trước khi chúng ta gây ra những cái hành vi sai trái này thì chúng ta là những người hoàn toàn đủ năng lực trách nhiệm pháp lý. Chúng ta xét đến dấu hiệu thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi. Lỗi ở đây có thể là lỗi cố ý hoặc là lỗi vô ý. Lỗi cố ý thì bao gồm lỗi cố ý trực tiếp, tức là mong muốn hậu quả xảy ra. Lỗi cố ý gián tiếp, tức là không mong muốn nhưng vẫn để mặc cho hậu quả xảy ra. Lỗi thứ hai là lỗi vô ý. Lỗi vô ý thì gồm có vô ý vì quá tự tin, tức là thấy được hành vi có thể gây ra hậu quả nhưng tin chắc rằng không thể xảy ra. Lỗi vô ý thứ hai đó là vô ý vì cẩu thả, tức là không thấy trước hành vi có thể gây ra hậu quả, mặc dầu phải và có thể thấy. Ở đây các em cần lưu ý, không phải lúc nào lỗi cũng được phân chia thành 4 loại như thế này. Có những hành vi thì pháp luật sẽ phân loại ra gồm có 2 loại thôi, lỗi cố ý và lỗi vô ý. Và có những hành vi nghiêm trọng hơn thì pháp luật sẽ phân chia ra thành 4 loại như cô nêu ở trên: lỗi cố ý trực tiếp, gián tiếp, lỗi vô ý vì quá tự tin, lỗi vô ý vì quá cẩu thả. Ở chủ đề sau thì cô sẽ giải thích rõ hơn ở phần này. Và sau đây cô sẽ nêu một số ví dụ để giúp các em mở rộng thêm kiến thức và giúp các em phân biệt được những lỗi cố ý trực tiếp, gián tiếp, lỗi vô ý vì quá tự tin, lỗi vô ý vì cẩu thả. Do mâu thuẫn về tranh chấp đất đai nên anh Ca bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà anh B nhằm đầu độc cả gia đình nhà anh B. Kết quả cả gia đình nhà anh B bị ngộ độc, riêng anh B tử vong. Đây chính là lỗi cố ý trực tiếp. Ví dụ thứ hai, vườn ông H trồng rất nhiều bưởi. Đến vụ thu hoạch, vì sợ trộm nên ông H đã kích điện và hàng rào sắt vào buổi tối. Sáng hôm sau lúc đi xem vườn, ông H phát hiện ra anh T đã chết do bị điện giật ở hàng rào sắt. Trong tình huống trên, các em thấy rằng ông H biết rằng việc giăng dây điện là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được là có thể có người chết do bị điện giật.
Ông không hề mong muốn ông Tê chết, nhưng vẫn có ý thức bỏ mặc để đạt được cái mục đích chống trộm của mình. Đây chính là lỗi cố ý gián tiếp. Ví dụ thứ ba, người lái xe tin rằng mình có thể vượt qua đường sắt trước khi tàu đến. Người đi săn tin vào khả năng của bản thân sẽ bắn trúng con thú không để đạn lạc vào người. Theo các em đây là lỗi nào? Đây là lỗi vô ý do quá tự tin vào khả năng, năng lực của bản thân mình. Ví dụ tiếp theo, A là bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện B. Sau ca mổ ruột thừa, bác sĩ A đã vô ý để quên kéo trong ổ bụng của bệnh nhân. Do không phát hiện sớm, chiếc kéo đã làm tổn thương các cơ quan bên trong nạn nhân. Sau khi phát hiện, do đã bị nhiễm trùng nặng, bệnh nhân đã qua đời. Đây là lỗi vô ý do cẩu thả. Ví dụ cuối cùng, vào ngày rằm tháng 7, chị B đốt vàng mã cúng. Không may gió mạnh, lửa bén làm ngọn lửa bùng lên và gây ra vụ cháy rừng nghiêm trọng. Đây cũng là lỗi vô ý do cẩu thả. Vậy vi phạm pháp luật là gì? Chúng ta có thể kết luận như sau. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Ở đây trong khái niệm này, các em cùng nhìn lại 3 dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật. Dấu hiệu thứ nhất là hành vi trái pháp luật. Dấu hiệu thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Và dấu hiệu thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi. Trên màn hình của các em là những hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi vượt đèn đỏ, hành vi cố ý gây thương tích, đua xe lạng lách đánh võng trên đường. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật. Và khi cá nhân tổ chức thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, họ phải gánh chịu những hậu quả bất lợi. Các em nhìn lên màn hình, các em sẽ thấy đó là những hậu quả bất lợi sau khi cá nhân tổ chức thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Đó chính là trách nhiệm pháp lý. Vậy cô có thể phát biểu như sau. Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ mà cá nhân tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Sau đây chúng ta qua nội dung hai nhỏ, trách nhiệm pháp lý, phần khái niệm. Cô có thể khái quát lại khái niệm trách nhiệm pháp lý dưới dạng sơ đồ hóa cụ thể như sau. Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ mà cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Các em có thể hiểu một cách đơn giản như sau. Ở phần 1 nhỏ, chúng ta đã tìm hiểu về vi phạm pháp luật. Phần 2 nhỏ, chúng ta tìm hiểu về trách nhiệm pháp lý. Tức là cá nhân tổ chức nào vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, hay còn gọi là trách nhiệm pháp lý. Và trách nhiệm pháp lý là gì? Trách nhiệm pháp lý đó là nghĩa vụ. Nghĩa vụ tức là dù muốn hay không thì chúng ta vẫn phải thực hiện. Và nghĩa vụ đó là gì? Nghĩa vụ phải gánh chịu hậu quả bất lợi sau khi mà chúng ta có những hành vi vi phạm pháp luật. Chẳng hạn như trong tình huống ban đầu cô đã nêu, thì hai bố con bạn A phải chịu trách nhiệm pháp lý, đó là phải chịu nộp phạt. Đó là cái hậu quả bất lợi mà bố con bạn A phải gánh chịu. Vậy trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm mục đích gì? Chúng ta sang phần B nhỏ, mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý. Đây là hình ảnh của Nguyễn Hải Dương. Phiên tòa xét xử lưu động Nguyễn Hải Dương trong vụ thảm sát chấn động dư luận ở tỉnh Bình Phước vào năm 2015. Vụ án đã gây ra cái chết cho 6 mạng người, rất là nghiêm trọng. Chúng ta sẽ xét hành vi của Nguyễn Hải Dương. Vi phạm pháp luật đó là giết người, cướp tài sản. Trách nhiệm pháp lý mà Nguyễn Hải Dương phải gánh chịu đó là mức án tử hình, bồi thường thiệt hại. Và mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý đó là nhằm tách những người tội phạm nguy hiểm ra khỏi xã hội, buộc họ chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật, giáo dục răn đe những người khác và đồng thời giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật nói chung.
Vậy mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý là gồm có hai mục đích. Thứ nhất là đối với bản thân người vi phạm và thứ hai là đối với những người xung quanh. Và các em lưu ý rằng tại sao vụ án của Nguyễn Hải Dương lại được đưa ra xét xử lưu động? Thì câu hỏi này ngay sau đây cô sẽ giải thích với các em. Mục đích đầu tiên của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý đó là buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt hành vi trái pháp luật. Và thứ hai đó là như cô đã nói, phiên tòa xét xử lưu động đó có rất nhiều người dân chứng kiến. Để làm gì? Để giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật của người dân. Để cho những người chứng kiến đó, họ thấy được những người vi phạm pháp luật sẽ phải gánh chịu những hậu quả như thế nào. Từ đó họ sẽ điều chỉnh lại hành vi của bản thân mình. Như vậy, mục đích thứ hai của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý đó là nhằm giáo dục răn đe những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp luật. Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật. Sau đây cô sẽ khái quát lại nội dung của chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta đã tìm hiểu hai nội dung chính. Thứ nhất, đó là vi phạm pháp luật. Và các em cần nắm lại vi phạm pháp luật có 3 dấu hiệu cơ bản. Dấu hiệu thứ nhất là hành vi trái pháp luật. Và các em lưu ý rằng hành vi trái pháp luật thì là hành vi có thể là hành động hoặc không hành động. Là hành vi xâm phạm gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Dấu hiệu thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Thì các em lưu ý rằng năng lực trách nhiệm pháp lý là khả năng của một người đã đạt đến một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật. Có thể tự nhận thức và điều khiển được hành vi của bản thân mình. Tự lựa chọn cách xử sự của mình, do đó phải độc lập chịu trách nhiệm về những hành vi mà mình đã thực hiện. Dấu hiệu thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi. Lỗi gồm có lỗi cố ý và lỗi vô ý. Và cá nhân tổ chức nào vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý. Trách nhiệm pháp lý là gì? Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ mà cá nhân tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Như vậy toàn bộ nội dung chủ đề ngày hôm nay đã được cô khái quát trong một cái sơ đồ rất là đơn giản như thế này. Và hy vọng rằng các em có thể nắm lại được nội dung của bài học mà cô vừa trao đổi với các em ngày hôm nay. Sau đây mời các em đến với phần luyện tập. Như ở chủ đề trước thì cô cũng có yêu cầu đó là các em khi mà nghe cô đọc câu hỏi trắc nghiệm thì các em cũng suy nghĩ và lựa chọn đáp án cho mình để xem là mình làm đúng được bao nhiêu câu. Và cô cũng mong rằng là các em sẽ làm đúng được tất cả những câu hỏi trắc nghiệm mà cô đưa ra. Câu số 1, nghĩa vụ mà các cá nhân tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là nội dung thuộc khái niệm nào dưới đây? A. Trách nhiệm pháp lý. B. Thực hiện pháp luật. C. Vi phạm pháp luật. Và D. Thủ tục pháp lý. Mời các em chọn đáp án. Đáp án của chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Trách nhiệm pháp lý. Câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo. Đối tượng nào sau đây không được coi là người có năng lực trách nhiệm pháp lý? A. Người nghiện ma túy. B. Người say rượu. C. Người đang bị tạm giam. Và D. Người bệnh tâm thần. Câu trắc nghiệm này chắc chắn các em sẽ trả lời đúng. Đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo. Khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự của mình là A. Năng lực trách nhiệm pháp nhân. B. Năng lực trách nhiệm pháp lý. C. Vi phạm pháp luật. Và D. Thực hiện pháp luật. Mời các em suy nghĩ lựa chọn đáp án. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Năng lực trách nhiệm pháp lý. Câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật. A. Bảo vệ. B. Bảo hộ. C. Cầm quyền. Và D. Thừa nhận. Các em đã lựa chọn cho chúng ta là đáp án gì? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án bảo vệ. Tiếp theo là câu hỏi trắc nghiệm. Thái độ của người biết hành vi của mình là sai
trái pháp luật, có thể gây hậu quả không tốt nhưng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho sự việc xảy ra là phản ánh dấu hiệu nào của vi phạm pháp luật? A. Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. B. Hành vi trái pháp luật. C. Hành vi không hành động. Và D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. Mời các em đến với câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm: A. Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi sai trái, giáo dục họ thành những công dân tốt. B. Ngăn chặn người vi phạm có thể phạm tội mới. C. Buộc các chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại nhất định, răn đe người khác. Và D. Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ việc xử phạt. Mời các em chọn đáp án. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Các em lưu ý rằng mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý là có hai mục đích. Thứ nhất, đối với bản thân người vi phạm là buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt hành vi trái pháp luật. Và thứ hai, chúng ta nhớ rằng mục đích thứ hai là đối với những người xung quanh, tức là nhằm giáo dục, răn đe họ, tránh kiềm chế những cái hành vi việc làm trái pháp luật và giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật. Mời các em đến với phần vận dụng. Các em hãy tìm các ví dụ minh họa cho hành vi trái pháp luật là hành động, không hành động, lỗi cố ý, lỗi vô ý. Các em thân mến, sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng dạy: điều gì phải thì cố làm cho kỳ được, dù là một việc phải nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ. Trong cuộc sống, cô mong rằng các em luôn biết lựa chọn hành vi phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi vì nếu chúng ta vi phạm pháp luật thì các em phải gánh chịu những hậu quả bất lợi. Những hậu quả đó, dù lớn hay nhỏ, chắc chắn cũng sẽ làm cho các em thiếu tự tin, tự ti trong cuộc sống, mặc cảm và sẽ ít nhiều gây ra những hậu quả cho xã hội. Tuy nhiên, nếu có lúc nào đó các em có những hành vi sai trái không phù hợp với quy định của pháp luật thì cô mong rằng các em hãy biết nhận lỗi, biết sửa sai và biết sửa chữa khuyết điểm của mình. Nhà thơ Tố Hữu đã từng nói: một lần ngã là một lần bớt dạy để thêm khôn một chút nữa cho mình. Các em thân mến, chủ đề vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi, lắng nghe của tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong các chủ đề lần sau. Thân ái, chào tạm biệt. Sở Giáo dục và Đào tạo Long An phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình để cung cấp kiến thức cho học sinh lớp 12 với 9 môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân, gồm 26 chủ đề môn học, mỗi chủ đề là 30 phút. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sẽ phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong khung giờ từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút các ngày thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần. Mỗi ngày phát sóng 2 chủ đề, tổng thời lượng 60 phút. Thời gian phát sóng từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021. Sau khi phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình, đường link chương trình được đăng trên website, trang YouTube của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, YouTube Long An TV của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để giáo viên và học sinh tiếp tục tham khảo học tập. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An trân trọng thông báo.